buổi chụp hình profile thì hiện tại đang ở studio của anh Milo Trần. Và từ sáng tới giờ thì chụp cũng khá là nhiều bộ, tầm được 5-6 bộ vậy rồi. Và phong cách ngày hôm nay thì mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với Vân. Bên cạnh đó được thể hiện là nhiều cá tính là thời trang là rồi đầm dạ hội, đầm cocktail, rồi làm những cái kiểu tóc rất là đẹp. Hình cũng như là thể hiện mà mình diễn trước ống kính thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Các anh luôn hiểu được đâu là góc mặt đẹp của mình. Rất là mong tất cả các bạn sẽ đón xem bộ hình này nhé.